Với một bãi giữ xe thông minh hoàn toàn tự động, tiết kiệm tối đa chi phí lắp đặt, chi phí vận hành và tiết kiệm nhân lực. Ngoài những tính năng ưu việt đặc thù, còn phát triển thêm nhiều tính năng vượt bậc mà không phần mềm nào khác có được, giúp mọi bãi xe có thể dễ dàng linh hoạt kiểm soát chặt chẽ đầy đủ thông tin phương tiện vào ra. Phần mềm động tối ưu phần cứng vượt trội, tích hợp được hầu hết các thiết bị trên thị trường. Một máy tính có thể kiểm soát được rất nhiều làn xe. Sau đây là những chức năng chính phát triển vượt bậc hơn so với các phần mềm khác. Thứ nhất, cơ chế đồng bộ dữ liệu vòng tròn, giúp các máy trạm tại các cổng có thể hoạt động độc lập mà không cần phụ thuộc vào server trung tâm. Khi server bị mất kết nối, máy trạm vẫn hoạt động bình thường. Thứ hai, xe ô tô dò ra nhận diện biển số tự động với độ chính xác cao và không cần dùng thẻ từ. Thứ ba, camera bãi xe được kết nối và lưu trữ ở trung tâm giám sát, sẵn sàng cho việc truy xuất dữ liệu các sự cố bằng hình ảnh, video, tự động cảnh báo trên màn hình giám sát khi có các sự kiện lỗi thiết bị camera, đầu độc thẻ, barrier, hoặc xác thực sai, thẻ chưa đăng ký. Thứ tư, tích hợp công nghệ vân tay và nhận diện khuôn mặt 99% ngay cả đeo khẩu trang, tích hợp song song với công nghệ đo thân nhiệt khi nhận diện khuôn mặt. Thứ năm, phát triển ứng dụng đồng thời trên 3 nền tảng là máy tính, mobile, website, có thể xem thống kê doanh thu và thống kê chi tiết các lượt xe vào ra bằng app mobile hoặc website, sử dụng thiết bị mobile Android hoặc iOS để quẹt thẻ, chụp hình cho xe ra vào, làm tăng tính linh hoạt của hệ thống. Đối với các giải pháp khác, bãi giữ xe vẫn phải dùng thẻ cho ô tô đăng ký tháng, phải đầu tư đầu độc tầm xa và thẻ dán trên xe, gây phức tạp, tốn chi phí và không hiện đại. Còn đối với giải pháp của chúng tôi, công nghệ nhận diện biển số xe tự động mà không cần dùng thẻ từ, có thể giúp khách hàng tiết kiệm thời gian vào ra bãi xe, giúp chủ đầu tư tiết kiệm chi phí đầu tư. Nhận diện với tốc độ và độ chính xác cao hàng đầu Việt Nam. Hệ thống quản lý của cơ sở A và hệ thống quản lý của cơ sở B hoạt động độc lập nhưng cũng có thể được quản lý điều khiển bởi hệ thống quản lý tập trung, chỉ cần một máy tính, điện thoại hoặc laptop. Điều này giúp người quản lý mặc dù không có mặt tại vị trí cơ sở bãi xe hoặc nơi đặt máy trạm nhưng vẫn xử lý được tình huống. Ngoài ra còn có thể kiểm tra, cấu hình, cài đặt thiết bị cho một máy trạm kiểm soát xe bất kỳ từ xa thông qua máy chủ quản lý tập trung. Ở các phần mềm khác, các máy trạm đều phải kết nối đến một server trung tâm khi hoạt động. Khi có bất kỳ sự cố nào khiến cho server bị mất kết nối, thì toàn bộ hệ thống sẽ ngưng hoạt động, rủi ro sẽ rất cao, dẫn đến gây ùn ứ và tắc nghẽn xe, mất rất nhiều thời gian để xử lý. Còn đối với phần mềm bãi xe thông minh, cơ chế đồng bộ dữ liệu vòng tròn, giúp các máy trạm tại các cổng có thể hoạt động độc lập, mà không cần phụ thuộc nhiều vào server trung tâm. Điều này giúp các máy trạm có thể tự hoạt động và xử lý nội bộ mọi quy trình trên nó, làm tốc độ xử lý nhanh hơn rất nhiều. Khi server bị sự cố thì mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Đến khi server khôi phục trở lại, thì dữ liệu mới sẽ tự động đồng bộ về server, mà không cần bất kỳ sự can thiệp bằng tay nào. Phần mềm được thiết kế theo giao diện đơn giản, dễ sử dụng, thân thiện với người dùng. Đối với chức năng khách hàng, người dùng có thể tìm kiếm một thông tin khách hàng nào đó đã đăng ký một cách nhanh chóng. Cho phép tìm kiếm theo tên, theo mã thẻ, theo mã giấy tờ, video, giờ vào, giờ ra và thông tin khách hàng đó sẽ được hiển thị.